iPad mới chưa kích hoạt luôn mà đựng ở trong cái bịch ni lông nè, mọi người thấy ngộ không? Nhưng mà nhờ có vậy mới tiết kiệm được một mớ nữa ha. Đây, dòng iPad Gen 10 chưa kích hoạt luôn, mới 100% kích hoạt ra đủ 12 tháng bảo hành của hãng. Và em Cường vẫn nhận bảo hành 12 tháng luôn ha. Cái này lỗi thì mình gửi hãng sẽ đổi cho mình luôn, tại vì iPad anh chị 64GB, quan trọng một cái mức giá của em này bây giờ nó quá yêu luôn anh chị, chỉ có 8.8 triệu thôi đó. 8.8 triệu là mọi người đã sở hữu được một chiếc iPad Gen 10 mới nhất rồi ha. Đây, phụ kiện không thiếu vài zin chính hãng nha, không zin bất kỳ một cái gì là em Cường sẽ tặng luôn, không có bán nữa, không có hộp đó, nó chỉ có máy trần thôi, chỉ có vài chiếc à nha. Bởi vậy á, anh chị nào mà thấy được cái clip này này mà đang có ý định mua iPad Gen 10 á để cho con học này, hoặc là cho mấy bé học anh văn nọ kia thì ok, chứ cái con này em Cường iPad Gen 10 xài ngon lắm nha, pin lâu nè, mạnh nè, đó, chụp hình đẹp nha, đó, đầy đủ luôn. Gen 9 thôi bây giờ nó đã ngon rồi chứ đừng nói chi Gen 10. Mà quan trọng là với 8.8 triệu này thì em nói không có thể nào mà để chê được nữa anh chị ơi. New 100% chưa kích hoạt, ngoại hình là không một tì vết luôn, bảo quản rất kỹ ha. Khi mà anh Cường nhập đó, new chưa kích đó, thì mình phải chét và mình phải bọc rất là kỹ nè, kiểu kiểu vậy nè anh chị đó, bọc 2-3 lớp xong rồi bỏ vô cái túi zip nữa, bao trời luôn ha. Rồi anh chị nào mà lấy thì chắc không cần đưa hết cho em Cường đâu, đưa trước 1.8 triệu, 2.8 triệu gì đó, còn lại thì mọi người cứ trả từ từ ha. Hồ sơ thì bao đậu luôn, 99% là đậu đó.